Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình radio du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay, công ty Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với các bạn những vấn đề về du học Úc. Du học Úc cần bao nhiêu tiền và xin visa dễ hay là khó? Như các bạn cũng đã biết thì Úc hiện là một trong những nước được đông đảo các bạn sinh viên lựa chọn đi du học. Và hiện số lượng sinh viên Việt Nam đang du học tại Úc đã được con số hơn 19.000 sinh viên. Và Úc cũng là địa chỉ được nhiều bạn lựa chọn bởi lợi thế về chi phí so với những quốc gia khác, cũng như là sự thu hút sinh viên từ chính sách visa trong năm 2013 này. Vậy thì chi phí bạn bỏ ra là cần bao nhiêu cho suốt khoảng thời gian học? Thì hôm nay công ty Tân Đại Dương với hơn 10 năm kinh nghiệm sẽ chia sẻ cho các bạn những cái vấn đề này. Phần lớn trong số 19.000 sinh viên Việt Nam tại Úc là du học tự túc. Số lượng học bổng dành cho bậc đại học không nhiều mà chủ yếu dành cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Nhiều sinh viên Việt Nam phải trải qua một năm học dự bị với học phí khoảng 12.000 đô la Úc. Khi lên đại học, học phí trung bình một năm từ 16.000 đô la Úc. Một số trường tập trung nhiều du học sinh Việt Nam như là Đại học Sydney, Đại học Công nghệ Sydney, Đại học New South Wales, Đại học Monash và Đại học Swinburne đều nằm ở hai thành phố đắt đỏ là Sydney và Melbourne. Tiền thuê nhà một tuần hiện nay khoảng 300 đô la Úc, thêm tiền ăn khoảng 60 đô la Úc. Như vậy, chi phí trung bình cho 4 năm học tại Úc sẽ vào khoảng 100.000 đô la Úc. Một con số quá lớn ngay cả đối với gia đình trung lưu tại Việt Nam, đó là chưa kể đến những chi tiêu lặt vặt khác như tiền mua sách giáo khoa, vốn rẻ nhất thì cũng khoảng 100 đô la Úc một quyển, tiền in tài liệu học tập, tiền đặt cọc nhà tương đương 2 đến 4 tuần thuê nhà. So với một số nước vốn nổi tiếng chi phí đắt đỏ như là Anh, học phí ở Úc không rẻ hơn là bao. Theo bảng học phí các trường đại học của Anh, học phí một năm dao động từ 7.000 đến 12.000 bảng Anh, tương đương 18.000 đến 30.000 đô la Úc, và phần lớn các khóa học chỉ kéo dài 3 năm cộng thêm một năm dự bị. Tính tổng chi phí thì du học Anh vẫn tốn kém hơn Úc. So sánh du học Úc với du học Mỹ thì tổng chi phí một năm học ở Mỹ khoảng từ 24.000 đến 34.000 đô la Mỹ. Nhưng có rất nhiều học sinh Việt Nam sang Mỹ theo con đường học bổng và cơ hội nhận học bổng của các trường đại học ở Mỹ. Các sinh viên du học Mỹ đã làm phép tính tiền học, tiền ở ký túc xá và tiền ăn ở hết 37.000 đô la Mỹ một năm. Nhưng nếu họ cố gắng học tập và đạt được học bổng, sinh viên sẽ phải đóng 10.000 đô la Mỹ một năm. Du học không bao giờ là con đường bằng phẳng, do đó khi đã quyết tâm đi du học, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ đất nước nơi mà bạn đến, tham khảo kinh nghiệm từ các sinh viên khóa trước. Bên cạnh đó, bạn có thể tìm kiếm thông tin từ các trung tâm tư vấn du học uy tín hay những trang web giáo dục của nước sở tại. Điều đó sẽ luôn luôn hữu ích cho bạn trước khi lên máy bay du học ở xứ người. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về du học Úc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc có thể gọi đến số hotline 0838 38 2080 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.